Giới tử vi học nhận định tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 tháng 4 năm 2022 đến thời đuổi vận, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 4 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Tân Hợi đã hạ gục rất nhiều những đối thủ nặng ký để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 4 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng và đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng. Tháng này, nhiều phương diện sức khỏe của người tuổi Hợi sinh năm 1971 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã và khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Ất âm mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này gia chủ, tuổi Tân Hợi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí là có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, bạn sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời, trong tháng này công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi trong tháng 4 âm lịch năm 2022, tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư kinh doanh khó chiếm được lợi thế và thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm và có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện và có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng chứ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn. Cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh hồi phục và cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân. Thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần phải lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn bảo đảm có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng, cùng với đó là lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh. Tuổi Tân Hợi duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Gia chủ may mắn luôn có người thân bạn bè, luôn kề bên, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, khiến bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành liên hoan và tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Tân Hợi, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các nghề tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 4 âm lịch, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Hợi. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị luôn may mắn, bình an và thành công nhé!